Anh Phúc Lam chào Lam cho anh em đi. Và anh Phúc Lam chào Lam cho anh em đi. Ngày nay cổ vũ anh Thành Long nhá. Chào tất cả anh em nhá. Cả nải đồng quá. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay xuống nhà thi đấu huyện tỉnh Thanh Trì. À, 10 giờ mới phát thử cho nó cũng. Chào anh Đinh Mạnh Hùng nha, chào tất cả anh em. Ăn tiền. Tối gọi suốt toàn bận. Ok ok. Không phải đâu, dài bọc. Ok, ăn tiền. Tuấn con ngày kia mới đánh cơ. Chào tất cả anh em nhá. Đi mua cà phê ở Đức Lộc. Có căng tin ở đâu ấy? Ở đây có căng tin nhỉ? Cà phê là pháo. Cà phê ngay ngoài cửa. Đen đá không được, không bọt nhá, cả suối. Tí nữa là ăn một cà phê thì phải ra cửa. Trừ phi xe ra, xe máy có vé thôi. Alo ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Anh để lại em tin nhắn đi, hôm nay em đang quay liver ở dưới Thanh Trì giải. À. Thành ra là. Vâng ạ. Anh nhắn tin vào số điện thoại này cho em, anh lấy cái gì với cả địa chỉ nhé, xong là về chiều về em alo cho anh. Ok anh, ok. Đơn vị Hà Nội và Nguyễn Phúc Long của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh.
chết rồi, đéo thấy bút nào. Sáng nay anh cũng định mang bút đi rồi mà chú lại quên. Đấy bút đấy. Ok. Kênh Nguyễn Đình Diên Ngã đã cũng quảng cáo Nghệ An Nghệ Eo. Đây là khởi động là anh Kiên Pháp. Hôm nay anh chơi nguyên một cây đen luôn, cả gậy cả người đen luôn. Ok, mặc đâu. Không bạn ạ, Leo Phú. Chào 5GK, chào tất cả anh em nhá. Anh Kiên Pháp đang khởi động. Em không bật, không đi vào, nó đang đi vào. Kiên Frank này chỉ thử người ta phá thôi, phá rất tốt. Đang khởi động. Anh em chia sẻ chưa? Đang đánh ở nhà thi đấu tỉnh Thanh Trì, thành phố Hà Nội nhá.
Vậy kiên pháp khởi động rất kỹ. Anh em ra kèo thì ra kèo nhanh thì chuẩn bị đánh rồi đấy. Trận này đánh đồng banh anh em nhá. Xin bóng là bên mấy nhỉ đại ca? Hoàng Phương đây là giải Đại hội Thể dục Thể thao. Dương Trung Trực dáng áo báo thì đang tập luyện. Sơn Thái đánh chạm chín nhá. Chúng ta cùng chia sẻ video đây. Đây là đang khởi động. Thọ Phúc đây là giải Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Giải này thì tính thành tích của đơn vị chứ không tính thành tích cá nhân. Đây là anh Phúc Long thi đấu cho đoàn Sài Gành. Còn anh Kiên Pháp thì thi đấu cho tỉnh Hà Nội. Anh em đánh to lên, Hiếu Trung Đào đùa, đánh còn đánh 50 mà cũng đánh. Trận kinh điển thế này, vã mạnh vào. Chào anh Biên nhá, chào tất cả anh em. À, giải Đại hội Thể dục Thể thao.
cái lối sợ thật. Đang khởi động là anh Phúc Long. Hôm nay thì anh ra sân với trang phục áo trắng thì anh cứ gọi anh là Bạch Công Tử đây. Còn anh Kiên Frank thì chơi nguyên cây đen gọi Hắc Công Tử. Vay tiền anh đã vào làm tín dụng rồi đấy à, thằng này nhanh thật à, bây giờ công an đang bắt mấy thằng cho vay cầm đồ đấy. Alo. Bà. Chờ em tí nhá. Ở trên này mới toàn đi cửa anh Thiên thôi. Không hay cửa Phúc Long. Rồi thì tím gọi. Anh thì đi trước chứ bây giờ đánh bỏ tiền sao kịp. Rồi nhà anh. Đang khởi động anh em nhá, chia sẻ đây. Bao giờ về? Tí nữa về luôn. Rồi đang làm lễ chào cờ. Đang làm lễ chào cờ nhá. Đây là giải Đại hội Thể dục Thể thao nhá. Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Trên bàn số 6, cơ thủ Tô Anh Tú thuộc đơn vị Quảng Ninh. Cặp đấu Trần Hoàng thuộc đơn vị Hải Phòng. Điều khiển trận đấu trọng tài Trần Văn Phước. Trên bàn số 7, cơ thủ Đỗ Thế Kiên thuộc đơn vị Hà Nội. Cặp Nguyễn Công Công thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bảo ra đây anh em ơi. Các trận đấu bắt đầu. Đang đánh ở nhà thi đấu tỉnh Thanh Trì nhá. Tỉnh nhà thi đấu thành phố Thanh Trì, tỉnh Hà Nam. Quân Minh Hoàng, anh Phúc Long thì đã
đầu quân cho đội tuyển tỉnh Saigon rồi. Còn anh Kiên Frank thì thi đấu cho đoàn tỉnh Hà Nội. Game chạm chín anh em nhé. Nghệ An năm nay mất mùa rồi, không ai tham dự rồi. Ván đấu đầu tiên anh Kiên Frank phá bi. Có bạn ơi, Hoàng Hữu. Đây là giải do các tỉnh đăng ký tham dự, nhiều tỉnh không có cơ thủ giỏi thì vẫn đăng ký những cơ thủ kém. Chạm 9 Lê Ngọc. Phạt đầu tiên phá bi à? Ăn bi nhưng mà đuôi bi mục tiêu một rồi. Quân Minh Hoàng có xem tạm thôi bạn ạ. Vậy là anh phục lòng nhường. Kiên Frank nhảy sút tê. Anh Kiên Frank thì ra sân với trang phục là quần đen áo đen hắc cục tử. Chạy đạn luôn. Anh em nào đang gần nhà thi đấu tỉnh Thanh Trì thì ra đây ngồi cà phê buffet nhé, xem bia. Rồi chào Phát Thành. Anh em có nghe rõ không? Tôi là hay quá nhờ, vừa rồi anh lòng chột anh A Băng bắt đuôi luôn, quá hay. Tiếp tục là một cú nhảy quắc xê của anh. Ôi trượt rồi, lòi mông rồi. Anh Tú Nguyễn thì đang quay bằng cái iPhone 6, tôi quay từ 8 đời này rồi, giờ máy nó kém rồi, nó chả mờ.
Dương xíu không xem thì thôi, tôi bắt bạn xem đâu mà. Ôi giời ơi. Một pha chạy đạn chiến thuật của anh Long. Nguyễn Quang Huy không có ấy rồi, không có Thanh Hóa rồi. Anh Đức Lê hết chỗ rồi. Trần Anh không bọn nhé. Nguyễn Đăng Bách em lấy bao nhiêu cái? Ôi mới được có sáng ra ít người xem thế nhỉ, mới được có 40 người xem. Hay quá, một pha thái chuối rất đẹp mắt của anh Long chột. Rồi, cảm ơn bác à, Phúc Thanh nhá. Vũng Tàu thì có Hoàng nhỏ nhá. Cơ hội mở bát cho anh Phúc Long. Quân Minh Hoàng bán bên đánh bia tự tử. Còn 2 bi thôi. Khán đài pool. Một không cho anh Phúc Long. Bàn bên là đánh bộ môn bi da tự tử, bộ môn này rất là hay, cực kỳ hay, để anh em xem toàn tự tử cái vào lỗ là có điểm đấy. Ok, ông vừa tự tử con cái trắng vào lỗ. Bộ môn này bộ môn hay lắm. Chạm 9 nhá. Chúng ta tu. Anh tôi để ý thấy anh Long chột là sử dụng cái gậy đánh và để phá luôn. Thằng Bắc Trần thì cái bộ môn bia tự tử này trên thế giới mày thi đấu tiền thưởng lớn lắm. Toàn thi đấu Olympic à, đấu vô địch thế giới đùa. Đúng rồi, đánh bàn
Slop. Có rút ra, rút ra, đừng đừng ra đấy. Tỷ số đang là 1-0 nhưng về Phúc Lộc. Có rồi là một pha phá thủ của anh Long. Ôi chết cái rồi, cơ hội cho anh Kiên Pháp rồi. Lê Mạnh, bà đằng sau đang đánh bia tự tử nhá. Chạm chín anh em nhá, lâu lắm mới có cái trận đấu hấp dẫn như này. Anh em chia sẻ video về tường ấy, cổ vũ cho hai cầu thủ. Trận này hai cầu thủ độ kèo có 200 chai thôi mà. À, tốt. Tùng ta tu bây giờ thì bình thường. Quan trọng một đều. Anh em chia sẻ mạnh video để cổ vũ cho hai cầu thủ đấy. Tỷ số được gỡ hòa một đều. À, cầu thủ này hai cầu thủ này đánh 200 chai nhưng mà 200 chai sơ tinh của phải chai vodka đúng
Pha này thì anh kiên máy khâu, anh phá bi. Kiên máy khâu con bướm. Trận này tôi ra kèo xỉu là 16 quả. Thiếu bếp rồi anh em ạ. À, anh này rồi. Thanh niên này có bao giờ vào bếp đâu, chả thiếu. Hay quá nhỉ, một pha chạy đạn sinh viên vừa tốt nghiệp xong của anh Phúc Long. Game chạm 9 anh em nhá. Tài xỉu 16 quả. Anh em xem cái bàn đằng sau Bia tự tử vui phết đấy. Vừa rồi thì anh Kiên Pháp cũng phá bằng rất hay. À bằng chết luôn. Số đang là một đều nhá. Rồi, một pha đánh tam băng mà trượt rồi. Con bi rất khó nhưng anh Kiên máy khâu anh quyết định công luôn. Kiều Chí Mạnh bàn ở bên là đánh bia tự tử. Bộ môn rất hay. Rồi, một pha cắm xịt rất mềm mại của anh Phúc Long. Cơ hội cho anh Phúc Long rồi, thế bi rất thoáng.
Thành Đạt tập trung vào trận đấu đi, bây giờ cái luật nó lòng hoằng, giải thích cho ông đến bao giờ xong. Rồi, 2-1, 2-1. 2-1 cho anh Phúc Long nhá. 2-1 rồi. Lợi Thuyết à, Bình Ngọc cái đang tham dự giải lỗ 10 mở rộng ở Hà Tĩnh nha. Đánh chạm 9 nhá, tỷ số là 2-1 nghiêng về Phúc Long. Ôi, một pha phá bi hợp lệ nhưng mà bi 1 thì bị đuôi rồi. Đuôi bi 1 rồi anh em ạ. Con 1 bị con 7 chặn đường rồi. Như vậy là anh Phúc Long chạy an toàn, một pha chạy đã chạy an toàn đầy rồi chiến thuật luôn. Anh chạy ra một vị trí rất thoáng cho ăn một, nhưng mà để anh ấy lại chạy vị trí cái ra tình huống khó đi hồ bi hai. Có nghĩa là một pha chạy an toàn rất chiến thuật. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về anh Phúc Long. Một pha bắt đùi tốt của Phúc Long à, bộ kiến pháp
cơ hội cho anh kiên pháp rồi. Penalty. Bên thì vẫn rất khó. Anh kiến pháp đang loay hoay chưa biết đặt ở đâu. Không được rồi. Như vậy là anh kiến pháp điều không được như ý. Ok, Hoàng Anh Đỗ. Mẹ tuần nào anh trả live stream cho anh em xem mà ông này bảo chưa được xem stream. Có chứ, Bùi Đức Sơn. Sang năm đi cứ đăng ký nhá. Mai sang năm đoàn hợp cơ đi khoảng tầm 40 mạng đánh giải quốc gia. Hay quá nhỉ. Bao tiền? Mày đi thần kinh. Mày đi thần kinh. Thôi anh đang bận đi vào nhá. Anh đang bận đi vào. Alo. Anh đang đi vào giải nhá, anh đang bận vào xem đi vào chim. Thoải mái nhưng con thoải mái nhưng mà để mà đánh lâu dài con đấy nó ngon. Thoải mái đang bận. Tỷ số là 2-2. Anh kiên máy khâu quả tí trượt quân chín. Giật tung người rồi. Ông
ông trọng tài bàn đằng sau thì tí lại lau vì. Rồi sáng ra mới được có 50 người xem. Anh em gọi anh em dậy xem cho vui đấy. Anh Phong Vina lâu lắm mới không thấy mặt mũi đâu nhỉ? Giờ này còn chơi không anh? Cái này anh Kiên máy khâu phá bóng. Một pha phá bi thủ của anh Kiên máy khâu. Tàu hỏa luôn à. Tàu luôn mở điều hòa à, mở điều hòa kinh hết nhỉ, đây lâu lại có điều hòa rồi lịch sự thật. Không được rồi, một pha công luôn nhưng mà trượt rồi, toạch 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 rồi. Cơ hội cho anh máy khâu con bướm rồi. Đường riêng. Chào anh Hùng nhá, lâu lắm không gặp anh Hùng. Anh Hùng khỏe không? Hay quá. Và chém một lỗ 10 rất tốt của anh máy khâu con bướm. Rồi, cơ hội cho anh Kiên máy khâu vượt lên dẫn trước rồi. Còn có 4 bi trên bàn nữa thôi, 4 bi lẻ.
Rồi, 3-2 cho anh Kiên máy khâu rồi. Hay quá nhở. Và tận dụng cơ hội rất tốt của anh Kiên máy khâu. Tỷ số là 3-2. À vâng ạ. Thiếu bếp rồi. Vâng, như vậy là thiếu bếp và anh Kiên Pháp đã nhường cơ cho anh Phúc Long. Anh Phúc Long thực hiện cú đánh an toàn. À không, anh đánh luôn. Không thành công. Linh Chu so thế thì so V-League, so ngoại ngành cho mình thì kém một tí tí thôi, làm gì mà kém nhiều thế. Phong Minan và mà em quay bằng cái iPhone 6 quay lắm năm nay chưa có tiền đổi con xoạc xoạc trước gì thì... Chính ra là mà là phải rồi. Làm đấy, ở bàn bên kia là đang đánh bộ môn visa tự tử, bộ môn này hay lắm. Vô địch giải này được có 300 triệu thôi, đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Không biết là làm bao nhiêu đủ mỗi tiền uống rượu lãi mỗi tình cảm anh em rồi, anh bảo mua nhà thì chắc cái mọt kiếp 8 đời nữa. Chào Thịnh Zulo nhá, chào tất cả anh em chia sẻ video này, tường cổ vũ cho anh em ấy. Tốt, một pha đánh lỗ 10 chính xác của anh Phúc Long. Tỷ số đang là 3-2. Sơn Tiên Ngô cũng bắt đầu ngôn ngữ chuyên môn phết đấy nhở. Quá
quá chính xác, một pha đánh rất chính xác, mặc dù cò tay của anh Phúc Long, cội cho anh Phúc Long san bằng tỷ số. À, anh Phong Vina được rồi nhá, hôm nào em bảo đánh một chuyến công lông sang chở rượu nhá. Ôi chết rồi anh ơi, nhẹ yếu sinh lý rồi. Úi rồi ôi, may vẫn còn đường. Anh Phúc Long là cũng có tuổi rồi, đôi khi là sinh lý nó cũng yếu. Anh Đồn Sông Khoai, đây là giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc nhé. Ok rồi, anh mượn luôn. Còn 2 bi. Như vậy là anh Phúc Long vẫn cũng là người tận dụng tốt cơ hội cân bằng tỷ số. Ba đều nha anh em nhá, ba đều, ba đều, ba đều. Tỷ số là 3 đều anh em nhá. Rồi lần trước anh Kiên Frank anh ấy phá không chết bi nào. Lần này anh ra anh ngắm rất kỹ. Chuẩn rồi, Văn Trương Phạm. Vừa nãy tôi ra tài xỉu 16 quả có vẻ hơi sai lầm. Trận này có tài xỉu 17 quả. Hoặc 16 quả rưỡi. 17 quả. Game chạm 9 nhá anh em nhá. Tỷ số đang là 3 đều. Trận đấu hấp dẫn giữa hai tài năng trẻ VI Việt Nam. Hắc công tử cũng như Bạch công tử. Tiếp tục là một pha phá bi thủ của anh Kiên Máy Không. Ở bàn đằng sau thì đã nghỉ giải nào à đâu à nghỉ giải nào giữa trận trận đấu VR tự tử cực kỳ hấp dẫn, hay quá. Anh Máy Khâu vừa rồi thực hiện một cú a băng bắt đuôi phải nói quá đẳng cấp, rất hay.
Anh em chia sẻ video đấy, đùa, sáng nào được 50 người xem mà ít quá nhở. Xong trận này sẽ live trận đấu của một tài năng trẻ đến từ Hải Phòng, anh Ngọc Sẹo. Hay quá, anh Phúc Long vừa rồi đã thực hiện một pha gọi là lật cánh đánh đầu rất là hay. Tỷ số đang là 3-3, đùa, nói từ nãy giờ anh em chả nghe gì. Một pha chạy đạn chiến thuật của anh Phúc Long, một pha chạy đạn bắt đuôi phải nói rằng là quá đẳng cấp. Rồi, anh Kiên Mai Khâu thực hiện cú nhảy quắc xê. Quá tuyệt vời, một pha sút tê ăn và điều lắp đít bi ba luôn, quá hay. Như vậy là pha chạy đạn của anh Phúc Long đã không hiệu quả, vẫn còn hở rất rộng để cho anh Kiên Mai Khâu thực hiện cú nhảy quắc xê. Ateli thông cảm, tôi đang cố quay bằng cái iPhone 6 nó hơi mờ. Rồi, tốt rồi, anh Kiên Mai Khâu đã cộng chết bi 8. Cơ hội cho anh Mai Khâu vượt lên dẫn trước. Trận đấu rất hấp dẫn và căng thẳng. Hai cầu thủ giằng co từng ván một. Rồi, còn có hai bi lẻ nữa thôi. Mấy bi lẻ này thì có anh Mai Khâu anh cũng chén nốt thôi. Còn một bi số 9, tỷ số là 4-3. 4-3 anh em nhá.
Lội nhà cao thì bán được bao nhiêu đâu, bán thì toàn bán rẻ hay bán tiền thì để mời anh em đi uống rượu hết rồi. À, loại trực tiếp anh em nhé. Game chạm 9 tỷ số là 43 cho anh Kiên Phát. Văn Trương Phạm Xếu thì tham dự bộ môn snooker nhưng mà thua về rồi. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa tài năng trẻ đến từ Hải Phòng, anh Ngọc Sẹo. À, 500 anh em chú ý theo dõi và đón xem nhé. Anh Ngọc Sẹo lần đầu tiên nên sau rất nhiều năm mới lên thủ đô để tham dự giải. Vương Minh, bạn hãy like cái trang Facebook Hợp Cơ Binát này của tôi và bạn inbox cho tôi trả lời sau. Bây giờ tôi đang liver. Rồi, cơ hội cho anh máy khâu con bướm đi một chấm ra nào rồi. Anh đồn khóc. Anh Kiên máy khâu con bướm thì thi cho đoàn tỉnh Hà Nội, còn anh Phúc Long thì thi đấu cho đoàn tỉnh Sài Gòn. Giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Chi. Thế vì thoáng cái này thì tôi nghĩ rằng sẽ là 5-3 cho anh Kiên máy khâu con bướm. Với một cái game đấu giữa những cái cao thủ như này, tôi nghĩ rằng là sai một con bi là đi ăn cắp ngay. Tỷ số tỷ số sẽ là nâng lên 5-3, còn ba con bi lẻ này thì chắc là cũng không có tình huống gì xảy ra trừ trường hợp tạch gậy. Anh Trần Kiệt, tài năng trẻ Ngọc Sẹo, đúng như anh đang nói đấy. Rất sau nhiều năm quy ẩn giang hồ thì năm nay anh Ngọc Sẹo cũng đại diện cho tỉnh Hải Phòng đi tham dự giải Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Anh Chí Dũng thì không tham dự nhá, là Nam Duy. Ok, tỷ số là 5-3 cho anh Kiên máy khâu con bướm. 5-3 anh em nhá. Giờ này thì không có anh Đẹp Hải Dương nhá, Trần Việt Hoàng. Hoàng Vãi Tè cũng không tham dự giải này. Game chạm 9, tỷ số là 5-3 nghiêng về anh Kiên. Máy khâu con bướm vừa rồi là một chấm gian nào của anh máy khâu con bướm. À, một pha dọn bàn hết chứ. Bây giờ mới là anh Kiên máy khâu con bướm phá này.
Anh đồn xông hoài, ông mất tiền ở đâu thế? Tỷ số là 5-3 nghiêng về anh máy khâu con bướm. Vâng, một pha phá bi thủ của anh Kiên máy khâu con bướm. À, điện thoại sắp hết dung lượng 3G rồi, anh Đồn xung khoai nạp thẻ vào đây để tôi tiếp tục đi vào nhá. Rồi, một pha cộng bì chính xác của anh Phúc Long, cơ hội cho anh Phúc Long rút ngắn tỷ số. Chuẩn rồi, Hoàng Hữu. Chả có ai vừa đá bóng được rồi. Tôi ngày xưa đánh bia cũng được xếp hạng C đấy, nhưng mà bây giờ đi tổ chức giải đây đã bỏ bia 5 năm nay rồi, giờ chúng nó xếp hạng E không dám chơi. À, mỗi người nghề ham hố quá đi ăn cắp. Cơ hội lớn cho anh Phúc Long rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Đây là giải đại hội thể dục thể thao nhá. Còn 3 bi thôi. Có thể thấy rằng nếu đánh bia như anh Phúc Long này thì tôi cũng chả bán nơ cho ai được. Anh Phúc Long đánh rất ít khi bôi lơ. Vâng, anh vẫn chưa thèm bôi lơ. Rồi, tỷ số là rút ngắn xuống 4-5 cho anh Phúc Long. À, nghỉ giải nào. Nghỉ giải nào 3 phút cho hai cầu thủ đi đáy rửa mặt nhá. Thì rõ ràng. Ở trên khán đài có sự theo dõi và cổ vũ của anh Thanh à, anh Phúc Lam, vâng, tài năng trẻ của Bia Hà Nội. Kia là anh Hoàng Sao Hỏa cũng đang ngồi trên khán đài theo dõi. Nào đưa anh xem nốt nào. Mày làm cái gì đâu mà. Thì anh tiết kiệm tí pin mà. Ronaldo không bạn nhé. Có Hoàng Thái có Phúc Long à, Hoàng Sao cũng đánh cho Sài Gành mà. Có đánh Hoàng Sao có đánh nhưng mà đánh bộ môn khác.
đánh đánh đôi rồi. Anh à. Chả làm sao anh ạ. Quay lại quay anh à, Phúc Lam cũng đang theo dõi livestream và một cổ động viên tài năng trẻ của VIA Hà Nội. Trường sinh nha, trường sinh nha. Khán đài cũng đông vui phết đấy. Ờ, Ngọc Vũ Khúc thì đi đái rửa mặt nó phải được 3-5 phút như làm gì mà vội thế. Rồi, trận đấu quay trở lại, chúng ta cùng theo dõi. Ôi trời ơi, hôm qua gọi muộn đấy. Hôm qua gọi muộn đấy. Bàn nào? Nó có 6 bàn xây 5... 3 bàn C6. Đúng rồi, dãy hàng mà live stream ấy là C5. Cái dãy hàng có 3 cái bàn kia là C6. Rồi, trận đấu tiếp tục. Tỷ số đang là 5-4 nghiêng về anh Kiên máy không. Ván đấu tiếp theo thì anh Phúc Long là người phá bi. Tiếp tục là một pha phá bi thủ của anh Phúc Long. Ngọc Vũ Khúc vượt thoải mái đi. Biển đó sợ gì. Đang thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Thanh Trì nhá. Tỷ số đang 5-4 nghiêng về anh Kiên Pháp. Hết rồi.
đuôi rồi. Rất hay. Thiêu, thiêu ta không bạn nhá. Anh em nào muốn theo dõi những cái trận cầu kinh điển của BA thì hãy like cũng như bấm vào nút theo dõi trang hợp cơ Vinat này. Có rất nhiều các trận đấu hay. Bạn đằng sau là thi bộ môn BA tự tử nhá. Tiếp tục là một pha chạy đạn chiến thuật của anh Kiên Mai Khâu. Ô, loài mông rồi. Loài mông rồi anh em ạ. Tỷ số đang là 5-4 nghiêng về anh Kiến Pháp nhá. Vâng, một pha chạy đạn chiến thuật của anh Phúc Lộc. À, vào đây được 50 người xem, bây giờ còn có 40 người xem. Sau khi đi đái là hơn chục người xem, không biết đi đâu rồi. Không có cuộc gọi nào cả. Ờ, có anh gọi ngay, ai gọi em gọi ngay. Một pha trong công có thủ của anh Kiên Pháp. Tất nhiên rồi, tí nữa sẽ đi vào trận của anh Ngọc Sẹo gặp Tuấn Con. Hay quá nhở, một pha chém siêu mỏng cánh của anh Thành Long. Rồi, chào Hoàng Duy nhá, chào tất cả anh em.
Được chứ Hùng, chip bom. Nhắn ở đây tôi tối về tôi trả lời sau, còn ngày hôm nay thì tôi live vào stream giải này rồi. Ngày hôm nay tôi live vào stream giải này thành ra là không thể thể trả lời được. Anh cứ nhắn tin cũng như là inbox của tôi về tôi trả lời sau. Hay quá nhỉ, một pha xử lý rất tinh tế của anh Phúc Long. Đỗ Ngọc Long vẫn còn má mà, chẳng qua nhìn ở đây nó thế thôi. Tôi ngồi đây quay là vị trí tối ưu nhất có thể rồi. Anh em xem này, xem tạm. Tôi quay chỗ này là đẹp nhất rồi. Quay bằng iPhone 6 thì nhà nó cũng hơi mờ, anh em thông cảm. Chưa có tiền đầu tư mua máy xịn. Rồi, cơ hội cho anh Thành Long gỡ hòa tỷ số 5 đều thôi. Còn 3 bi nữa thôi. Rất tốt. Và cúp áp phê điều 8 rồi. Ban đằng sau đánh bia tự tử nhá. Ông trọng tài thay 6 cái găng tay với khăn nâu rồi. Nâu bóng rất là chuyên nghiệp. Và điều tốt của anh Thành Long. Ok, 5 đều. Làm đều anh em nhá. Ronaldo ông đấy ông không nhìn nhưng anh Phúc Long là có hai tình huống chạy đạn chiến thuật rồi. Làm đều rồi anh em nhá. Làm đều. Game chạm 9 anh em nhá. Vâng, anh máy khâu phá hai phát không ăn bi nào, ra ngắm rất kỹ. Loại trực tiếp anh em nhá, game chạm 9 thua phát về quê luôn. Đây là trận đấu không được phép sai lầm, không được phép sai sót. Chủ bếp ăn 2 bi, bi 7 về bếp, hợp lệ. Cơ hội cho anh Kiên Máy Khâu đi một chấm gian nào. Rồi ok, Phương phá phách, chào Phương phá phách nhá. À phá ít thôi nhá. Hay quá, một pha cân đầu vân điều 3 luôn. Quá đẹp mắt của anh Kiên Máy Khâu. Quá đẹp mặt. Ông Cường Mạnh cũng biết 2 ra 3 khá đẹp.
phải cân đấy ông ạ, không phải hạnh dễ mà ra đâu. Rồi sau đây sẽ là một pha cộng 5665. Chù tắng. Hôm nay xấu trai thành ra phải giấu mặt đi không? Anh em cười chết. Một pha cộng rất tốt của anh Kiên Máy Không. Rồi, còn 3 bi thoáng nữa thôi. Rồi, chào Vũ Anh Đức nhá, chào tất cả anh em. Anh em chia sẻ video tường gần trưa rồi, ít người xem thế nhỉ. Rồi, một pha điều phải nói hết sức chi tiết của anh Kiên Máy Khâu con bướm. Tỷ số được nâng lên 6-5 cho anh Kiên Máy Khâu con bướm. Nhá. Pha này thì anh Phúc Long là người phá bi. Rồi, chào máy cày. Nhà có máy kéo bán không quân máy cày? Sáu năm cho anh Kiên Pháp. Ván này thì anh Phúc Long phá bi. Một pha phá bi. Ôi, hợp lệ nhưng mà nghe có vẻ con một khó ăn rồi. Con một này chỉ có bóc bánh và trả tiền thôi. Không biết là anh Long này có hay đi bóc bánh trả tiền không. À không, một pha chạy đạn chiến thuật của anh Phúc Long rồi.
Hay quá. Như vậy là anh mày không còn bướm A Băng ra thủ rồi, đuôi rồi, quá hay. Một pha băng và ra đuôi lại luôn rồi. Rất tốt. Có một chút may mắn. Anh em chia sẻ video chưa? Chào anh Lam Thái Bình nhá. Rồi, anh Kiên Mai Khâu thực hiện cú nhảy cóc xê. Chào Dượng Nguyên nhá. Chào tất cả anh em. Rồi, anh máy khâu con bướm không nhảy cóc xê nữa, anh ra A Băng bóc lốp rồi. Tỷ số đang là 65 nghiêng về anh Kiên Pháp. Rất căng thẳng. A Băng trúng bi mục tiêu. Nhưng để hình này khó rồi. Con 1 mà chém lỗ 10 thì má mỏng lắm. Rất khó điều 2. Chào Long Kiên, chào tất cả anh em. Tốt, như vậy là anh Phúc Long chém một và điều được hai rồi. Dùng con 6 để hãm cái, điều được hai rồi. Tỷ số đang là 65 nghiêng về Kiên Pháp nhá, game chạm 9 anh em. Hay. Đấy, anh Phúc Long đang có cơ hội để san bằng tỷ số. Như vậy là không điều được con bi số 5 rồi. Yeah, tự tử. Hay lắm đấy. Khó lắm, đánh khó lắm đấy. Cái đấy trên thế giới tiền thưởng lớn lắm, bọn châu đánh tiền thưởng lớn lắm. Ừ, anh ít đọc chứ.
Một pha chạy đạn sinh viên của anh Phúc Long. Đó. Chạy đạn rồi. Giả người thiếu tiền tỷ 11.5 thì nhà ông có bao nhiêu tiền mà ông cũng thiếu tiền tỷ thật. Trình độ như của ông thì phải tầm 11.8, 11.9. Sợ chứ có cảnh. Rồi đuôi rồi. À không, với cái góc quay này thì tôi nhìn hình như là vẫn loài mông. Chú Tằng, anh Long anh xử lý 1-2 đẳng cấp lắm ấy. Con kia nó không có má phải chịu. Quá hay. Một pha bóc bánh và trả luôn tiền của anh Phúc Đồng. Anh rất cẩn thận. Cơ hội cho anh Phúc Long sát bằng tỷ số, còn 3 bi nữa thôi. Còn bi rất đẳng cấp. Rồi, tỷ số là 6 đều, hay quá mình ơi. Anh em cho hai cơ thủ Tràng bão lai đây, 6 đều rồi, căng như dây đàn. Quá hay. Bão lai đây anh em. Đùa ít lai thế nhỉ. À, bão tim đi cho nó thay đổi màu sắc đi, cho nó đỏ rực lên cho nó đẹp mắt đây anh em ơi. Tim đi cho nó đỏ đây. Sau một pha bóc bánh trả tiền thì anh Long đã cân bằng tỷ số 6 đều. Và này thì anh Kiên Máy Khâu sẽ là người phá bi. Chúng ta đang xem giải Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc bộ môn bia. Mấy á cái thằng không được cái tích sự gì. Tối nhậu nhá. Này. Tối nhậu nhá. Ông hôm nay thua rồi đánh gì. Tỷ số là 6 đều nhá. Anh em nhá, tỷ số là 6 đều. Ôi. Cơ hội cho anh Máy Khâu Con Bướm đi một chấm ra nào rồi, thế vì rất thoáng. Thế vì rất thoáng, cơ hội cho anh Máy Khâu Con Bướm.
Một pha điều rất chi tiết của anh Kiên Phát. Người ta ra ngắm tình huống, ngắm phải có tình huống. Người ta nhìn ngồi xa, người ta nhìn không thấy. Rồi, chào Luân Y Bờ nhá. Chị Vi đang đâu ấy? Chị Vi ra là thi đấu bốc phét chị Vi ơi. Chỉ còn có 3 bi nữa thôi. À, cơ hội cho anh máy khâu con bướm nâng tỷ số lên 7-6. À chị Visa mua cho em một cốc đen đá không đường không bọt nhá. Nhớ là đen đá không đường không bọt. Ba băng kết thúc rồi, Thương Hoạc. Hôm nay chỉ còn thi đấu một băng thôi. Ba băng giải nhất Trần Quyết Chiến, giải nhì Nguyễn Quốc Nguyện. Rồi, còn một con bi chín nữa thôi, ngon nhờ. Như gọi là rồi, tỷ số là 7-6 cho anh máy khâu con bướm. Thương Hoàng ở hôm qua hôm kia tôi cũng bận làm giải amateur, thành ra là tôi không lên nhà thi đấu được. Luôn Yên Bái, đại hội thể dục thể thao này nó không liên quan gì đến đội tuyển cả, nó là liên quan đến sở của thể dục của các tỉnh, các thành phố khi đăng ký với cả bên sở thể thao toàn quốc cả nước của các tỉnh gửi lên danh sách đăng ký của các tỉnh thôi. Một pha phá bi hợp lệ, ra hình đẹp, cơ hội cho đi một chấm gian nào cho anh Phúc Long. Anh hai núa, mỗi một đơn vị chỉ được đăng ký bộ một bộ môn là hai vận động viên thôi. Thành ra Hoàng Sao Hỏa đánh đôi, đánh bộ môn đánh đôi. Rồi, thế vì rất thoáng, cơ hội cho anh Phúc Long cân bằng tỷ số 7 đều. Anh em chia sẻ video chưa? Chưa rồi mà vẫn có hơn 50 anh em xem, chán nhỉ. Rất chính xác, còn 3 con bi nữa thôi. Nghệ An thì sở thể dục của Nghệ An không đăng ký thi BIA anh em ạ. Thành ra là không có đoàn Nghệ An. Còn một bi chín nữa thôi. Một chấm ra nào khá là nhẹ nhàng của anh Phúc Lộc. Rồi, tỷ số được cân bằng 7 đều, càng quá anh em à, càng như dây đàn luôn. Bảy đều anh em nhá, càng quá rồi.
Game chạm 9 anh em nhá, tỷ số đang là 7 đều. Pha này anh Kiên Máy Khâu là người phá bi. Đang khớp 7 đều rồi, căng như dây đàn rồi. Vừa nãy đúng tài xỉu 16 quả đúng đi ăn cắp. Đi bốc ruốc, ruốc không có mà bốc. Có, ngay sau trận đấu này toàn chân tôi sẽ live vào trận đấu của anh Ngọc Sẹo Hải Phòng gặp anh Tuấn Con của tỉnh Thanh Trì, Hà Nội. Rồi, ra hình rồi. Ra hai rồi. Phá bi chết hai bi, ra hình rồi, hai vẫn chém được. Cơ hội cho anh Kiên nâng tỷ số lên 8-7. Tiếp tục là một chấm ra nào. Ông quân máy cày ông đi cày ruộng đi còn còn đòi đánh bia nữa. Chu Tăng à, Tuấn to tay, tay to nào đâu mà. Một pha chém siêu mỏng cánh. Quay. Ra đường riêng rồi. Quay. Tuyệt vời. Như vậy là một chấm gian nào. Cơ hội lớn cho anh Máy Khâu Con Bướm nâng tỷ số lên 8-7. Rồi, em chào anh Phúc Dương nhá. Nguyên Con Nguyễn à, chỗ này là chỗ tôi cố gắng hết sức rồi. Còn à, nếu mà không được đẹp lắm thì thôi bạn à, thông cảm. Hoặc à, bạn sang à, nhà thi đấu xem cho đẹp. Còn 4 bi rất đẹp. Một tiếp tục là một chấm ra nào cho anh Máy Khâu Con Bướm. À, loại trực tiếp nhá, Đức Hiệu thua là về quê luôn. May mà cả hai anh này nhà đều ở Hà Nội, thành ra là có thua thì cũng đi mất khoảng 30.000 tiền xe ôm về thôi. Rồi. Một pha điều đơn giản của anh Kiên Phát. Phố Nguyễn, à tôi ăn sáng rồi. Sáng làm bát mì tôm rồi. Rất tốt. Rồi, 8-7 cho anh Kiên Pháp. Hai cơ thủ đều đi hai chấm ra nào nói rất hay. Chấm ra nào rất hay của anh Kiên Pháp. 8-7. Căng như dây đàn. Game chạm 9 anh em nhé. Ván tiếp theo thì anh Phúc Long là người phá bi. Thế Di Quang. Tôi là làm lấy công nằm nãy. Tiền để đủ uống rượu thôi.
Trời ơi, một pha phá quá đẹp mắt của anh Phúc Long. Anh phá chết ba vi. Tiếp tục là một chấm dàn nào nữa dành cho anh Phúc Long để san bằng tỷ số 8 đều. Phải nói là trận đấu rất hấp dẫn. Tỷ số đang là 8-7 nghiêng về anh Kiên Pháp và anh Phúc Long đang có cơ hội lớn để san bằng tỷ số 8 đều. Cường mạnh. Anh giờ cho anh mấy cốc rượu anh cũng uống hết, chứ còn bảo đánh mấy con bi thì anh chịu rồi. Sau trận đấu này tôi sẽ quay trận đấu của Tuấn Tây To gặp Ngọc Sẹo Hải Phòng. Rồi, tỷ số là 8 đều. Hay quá mình ơi. Ván chung kết. Và ván chung kết này anh Kiên Frank nắm quyền chủ động trong tay. Anh Kiên Frank là người phá bi. Như vậy là hai cầu thủ liên tiếp đi chấm, không có một lỗi lầm gì. Vậy là đã 3-4 chấm liên tiếp rồi. Tỷ số là 8 đều vào ván chung kết. Ván chung kết nha anh em. Tám đều nha anh em ơi, bão lại bão tim mạnh như thế nào. Chia sẻ mạnh như nào xem, mọi người cùng xem ván chung kết để cổ vũ đây. Quá hay, anh em bão lại chia sẻ mạnh nhé. Tỷ số là 8 đều, ván chung kết. Ván chung kết anh Kiên Pháp phá bi. Vâng, anh đang ngắm rất kỹ, vâng. Anh Kiến Pháp đang ngắm rất kỹ. Ván này là ván chung kết rồi. Cực kỳ là căng thẳng, áp lực. Sai một con bi thôi là đi ăn cắp ngay. Căng thẳng, rất áp lực. Hai cầu thủ sẽ bắt đầu trình diễn màn múa xà beng. Anh nào mà xà beng lặng hơn thì anh ấy thua. Phá bi hợp lệ, ra hình không. Ui, hình đẹp lắm rồi. Ui, ui. Ôi, cái góc quay này thì tôi nhìn không biết còn má hay không. Dường như là vẫn còn được. À, như vậy hết đường. À đâu, còn được. Như vậy vẫn còn đường anh em ạ. Hay quá, trận chung kết hấp dẫn quá. À quên, ván chung kết. Vẫn còn đường anh em ạ. Rất may cho anh máy không. Anh tình huống khá là nhạy cảm. Vẫn còn đường, bây giờ anh đang tính đường để chém 1 và điều 2. Như vậy anh sẽ chém con 1 lỗ 10. Chém 1 điều 2.
đang anh máy không còn bướm đang tính được điều hai. Anh em chia sẻ đi, bảo like đi. Rồi, chém AP, cúp tam băng ngược. À đâu, đánh nỗ tít luôn đường riêng đấy. Hay quá, xong rồi, xong rồi. Đường riêng nỗ tít thì xong rồi. Đường riêng nỗ tít thì xong rồi nhạo. Tôi cứ tưởng là còn được chém nỗ 10, nhưng nếu đường riêng nỗ tít thì xong, xong xong phim rồi. Ra hai rồi. Bây giờ anh em cùng chờ dùng nhá. Bắt đầu phút 20. Phút 20 hôm trước thì anh Đức của Việt Nam đã đánh đầu mở tỷ số. Không biết là anh Kiên Pháp thì có mở tỷ số không này. Quá hay. Đó, xong xong. Xong con ong rồi. Còn 6 vi trên bàn. Được con 1 hết đường, nhưng còn nếu đường riêng nỗ tít thì xong con ong rồi. Bây giờ má mở má tốt ra 4 ra 5 rồi, 6 7 đẹp rồi. Bây giờ chỉ còn quan trọng là cái sáo beng nó nặng hay nó nhẹ thôi. Anh em cùng chờ dung nhá. Anh em bắt đầu chờ dung. Cùng chờ xem là cái xà beng nào lặng. Rồi, ra hình đẹp rồi. Anh máy khâu con bướm đã điều ra con 4 đỗ 10. Hết tình huống rồi. Còn 4 con bi trên bàn. Còn 3 bi thôi. Có lẽ là cũng chúng ta cũng nên nói lời chào tạm biệt anh Long. 3 bi rất thoáng. Không biết dùng thì tôi nghĩ rằng với đẳng cấp như này thì khó còn dùng. Rất cẩn thận anh máy khâu con bướm bảo trọng tài lo con bi 6 để rất cẩn thận, rất chi tiết. Còn 2 vi thôi, đẹp lắm rồi. Còn 1 vi số 9 nỗ 10. Rồi, xin chúc mừng anh Kiên máy khâu. Xin chúc mừng anh Kiên máy khâu đã vượt qua anh Phúc Long với tỷ số 9-8.
Anh em chờ theo dõi trận đấu của anh Ngọc Sẹo gặp Tuấn Con nhé.